từ Phú Yên ra ngoài Bắc công tác. Nhân dịp mừng năm mới, anh Thơ và đồng nghiệp sau khi kết thúc công việc vào ngày thứ sáu tuần trước đã cùng nhau đến một quán rượu tại phố Nối, Hưng Yên để liên hoan. Sau khi uống vài chén rượu thì người đàn ông này đã ngất xỉu, phải đưa đi cấp cứu với chẩn đoán là ngộ độc rượu. Uống thì xem, uống xem thấy bình thường, nhưng mà qua khoảng một thời gian khoảng tiếng hai tiếng sau thì mệt mỏi và xỉu. Nói chung là chưa bao giờ được uống say, nhưng mà ra đây thì nó bị như vậy. Bởi vì mình uống tới một điểm gì đó mình sẽ dừng lại, chứ không uống để say. Nhận được tin con cấp cứu, người cha già 63 tuổi này đã ngay lập tức từ Phú Yên ra Hà Nội chăm con. 3 ngày thấy con nằm viện, tinh thần không được tỉnh táo, người cha già nỗi lo tăng lên gấp bội phần. Lúc đầu ra cũng buồn, lo là sợ cháu bị tai nạn chết, là cháu cũng chưa tin là cháu bị ngộ độc rượu, cho nên ở trong Phú Yên là gia đình rất là lo. Rồi sáng ngày hôm sau khi mà công ty điện báo anh em làm chung á, là 8:30, tức là 20:30 đêm 28, tới ngày 2:30 14:30 ấy là mới lên máy bay ở sân bay Tuy Hòa công tác á, rồi đáp máy bay ra sân bay Nội Bài là 16:30, là nhờ xe của công ty xuống đón trở lên bệnh viện Phố Nối của Hưng Yên. Rồi gia đình phối hợp với công ty là đề nghị chuyển cháu về Bạch Mai trong cái ngày 30 đó. Theo các bác sĩ tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, bắt đầu từ 2 tuần gần đây, đặc biệt là trong 4 ngày Tết, ngày nào tại đây cũng tiếp nhận 1 đến 2 ca ngộ độc rượu nhập viện, mức độ từ nhẹ đến nặng. Đặc biệt, một vài trường hợp xét nghiệm có lượng cồn methanol trong máu từ 8 đến 10%. Nguy hiểm hơn, trong những ngày đầu năm, cũng có những ca ngộ độc methanol do uống phải cồn sát trùng. Chúng ta phải nhìn lại cả năm 2018 và năm nay thì mới chỉ có 2-3 ngày đầu năm mới thôi. Cái tình trạng ngộ độc rượu của người dân chúng ta vẫn nhiều, cả cấp tính và mãn tính. Mãn tính thì rất nhiều bệnh, các bạn thấy rồi, từ đầu đến chân rất nhiều bệnh, vô vàn các thứ bệnh do rượu gây ra. Hiện ngộ độc rượu cấp tính nữa thì đến viện các khoa cấp cứu hồi sức vì ngộ độc cũng có, từ các mức độ khác nhau, từ nhẹ nhất là từ nôn mửa nhiều, kích thích vật vã, mức độ nặng hơn nữa thì là hôn mê, tụt huyết áp, rồi phải hồi sức cấp cứu, phải thở máy, phải sử dụng biện pháp giải độc, rồi một loạt các biến chứng xảy ra do chấn thương, do hạ đường máu, phải tổn thương não, rồi một loạt biến chứng lên thận, lên cơ vân vân, rất nhiều thứ. Thế thì bên cạnh đó thì là cái cồn công nghiệp vẫn có, methanol vẫn còn hiện hữu, và thực sự chúng ta chưa giải quyết được tận gốc vấn đề. Chỉ còn một tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên đán, và sẽ không có gì quá ngạc nhiên nếu con số nhập viện vì ngộ độc rượu tiếp tục gia tăng trong những ngày sắp tới. Năm nào cũng có những trường hợp phải trả giá bằng mạng sống vì rượu, nhưng dường như vẫn chưa đủ sức cảnh báo với các ma men. Dù đã được cảnh báo rất nhiều lần, tuy nhiên là trong những cái phóng sự mà chúng tôi đề cập đến trong phần đầu chương trình thì có thể thấy là ngộ độc rượu thì vẫn thường xuyên xảy ra, đặc biệt là sau mỗi cái dịp lễ Tết. Thì trước hết thì ông nghĩ sao về cái tình trạng này ạ? Thực ra cái việc mà hiện nay lạm dụng rượu bia là một vấn đề lớn. Đặc biệt nó lại xảy ra cả ở cộng đồng và cả cá thể. Cái việc mà lạm dụng này thì thường gọi là thường đó, xảy ra ở những cái nơi xa xôi, hẻo lánh hơn là ở nơi thành thị. Trong ở nơi thành thị có vẻ uống nhiều đấy, trong nhiều hàng quán đấy, nhưng thật ra lượng uống nhiều chính là ở cái vùng xa xôi, cái thu nhập thấp, và cái đó mới dẫn đến ngộ độc rượu nhiều. Và trong thực phẩm ấy thì các vị biết là chúng ta chia làm rất nhiều các cái nhóm. Nhóm thức ăn động vật, nhóm thức ăn thực vật, nhóm bánh kẹo, rất nhiều đồ ngọt, và bây giờ đồ ngọt cũng là một vấn đề. Nhóm nước giải khát, bia và rượu. Như vậy rượu được ghép ở trong một cái nhóm là nước giải khát.
bia, rượu, nước giải khát. Như vậy, ngay từ cái phân loại ấy, chúng ta đã có vấn đề. Và chúng ta bây giờ cần phải làm rõ hơn những vấn đề đấy. Thì là quan điểm của tôi thì là về vấn đề ngộ độc rượu bia thì có thể nói thế. Và đây là vấn đề lớn. Vâng, cũng có một cái thực trạng đó là đa số các ca ngộ độc rượu thì đều liên quan đến các cái loại rượu mà người dân gọi là rượu quê, không nhãn mác nguồn gốc đấy. Và họ cho rằng là rượu quê là rượu tự nấu thì sẽ an toàn hơn. Tuy nhiên là có thể thấy là rượu này có rất nhiều nguy cơ với sức khỏe. Thì ông có thể cho biết cụ thể là nguy cơ với sức khỏe của loại rượu này là gì ạ? Ngộ độc rượu ấy, thì có ngộ độc cấp tính và mãn tính. Cấp tính có thể gây tử vong ngay lập tức. Cấp tính có thể gây trụy tim mạch. Nhưng cái ảnh hưởng lâu dài của rượu thì có hai cái ảnh hưởng mà tôi cho là quan trọng. Ảnh hưởng thứ nhất là ảnh hưởng trên hệ thần kinh. Nó làm thay đổi cái nhân cách của con người. Đấy là những người nghiện rượu. Nhân cách của người ta có vấn đề. Cái thứ hai là những cái bệnh mãn tính không lây mà hiện nay người ta nói rất nhiều. Đấy. Và rượu chúng ta phải nói giống như là đường, rượu là một loại có năng lượng. Nhưng mà năng lượng ấy người ta gọi là năng lượng rỗng. Đúng không? Tức là cái calo ấy nó chỉ sinh nhiệt, nó không xây dựng cơ thể. Cho nên nó có cái nguy cơ rất cao là tích lũy. Thứ hai là gây các bệnh không lây nhiễm, ví dụ các bệnh tim mạch, các bệnh về đột quỵ, các bệnh về ung thư vân vân, các bệnh lây nhiễm. Thì đấy là cái gọi là tác hại của rượu. Như vậy tôi nhắc lại là nó không chỉ là vấn đề những bệnh không lây nhiễm mà nó còn thay đổi nhân cách, ảnh hưởng trên hệ thần kinh. Ngoài ra thì chúng ta phải nói những ngộ độc cấp nó cũng rất nguy hiểm, nó có thể gây tử vong. Cho nên chúng ta phải nhìn vấn đề rượu như vậy. Còn nếu uống quá nhiều, đúng không, thì còn gây ra ngoài cái nhân cách nữa, thì chúng ta còn say rượu thì còn nhiều cái các cái chuyện có thể xảy ra, tai nạn giao thông. Anh mà lái xe anh có thể gây nên cái chuyện tai nạn, đúng không? Thì nó có rất nhiều các vấn đề như vậy. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là rượu là vấn đề cần phải quản lý. Vâng, đối với ngộ độc rượu thì mối lo lớn nhất đối với chúng ta đó là các cái loại rượu mà pha chế từ cồn công nghiệp methanol. Thì ông có thể cho biết là methanol là chất như thế nào mà tại sao chúng ta khi mà uống vào có thể là gây ngộ độc nhanh chóng và thậm chí là rất nhiều người đã tử vong về cái loại rượu như này ạ? Methanol ý, thì khi uống vào thì nó tạo ra một cái gọi là formaldehyde, là một cái chất gây ung thư. Nhưng mà cái đó là ảnh hưởng lâu dài, nguy hiểm đấy nhé, nhưng mà ảnh hưởng lâu dài. Nhưng cái thứ hai, cái nguy hiểm của nó là nó tạo ra một acid gọi là acid formic. Cái acid formic này lại rất khó phân hủy. Và nó đánh vào tế bào, nó phá hủy các cái tế bào. Thì cái acid formic mới là cái chất nguy hiểm từ formaldehyde. Rồi là cái formic ấy, nó có tác dụng lên cái hệ thần kinh của mắt. Cái đó rất nguy hiểm, là hầu hết những người ngộ độc methanol là sau này mắt có vấn đề hết. Tức là cái hệ thần kinh, cái dây thần kinh điều khiển cái sự nhìn của mắt là bị tác động. Cho nên là phải nói rằng là rượu methanol ấy là một cái rượu cực kỳ, bây giờ mình gọi là rượu công nghiệp. Nó là một cái đáng nhẽ không phải dùng để cho con người thì người ta dùng cho con người. Thì cái đó là cực kỳ vô nhân đạo của những người bán cái rượu này, hoặc là những người không am hiểu sử dụng cái rượu này cho mình và cho bạn bè. Không biết là chúng ta có cách nào để có thể nhận biết được là rượu đó có pha chế từ methanol hoặc là chứa aldehyde, những cái chất mà rất là độc cho sức khỏe hay không ạ? Ta không nhận biết được. Cái khó nhất của methanol là về công thức hóa học, cùng là carbon, hydro và oxy, công thức na ná nhau giữa ethanol và methanol. Ethanol là rượu để uống, còn methanol là rượu gọi là rượu công nghiệp đi, đúng không? Công thức gần nhau, mùi giống nhau, vị giống nhau, màu sắc giống nhau, vân vân, nó giống nhau đến mức độ không thể phân biệt được, người uống không phân biệt được. Và điều ấy mà điều gây dễ là gây ngộ độc. Tại vì nếu mà khác thì mình có thể cảnh báo mọi người đây là rượu A, rượu B, rượu C. Cho nên đi với chuyện này chính là cái rượu không có nhãn mác, đúng không? Là chúng ta không phân biệt được, nó giống nhau. Thì đấy là cái tai hại của cái methanol, cái rượu methanol. Tức là nếu mà để nhận biết được, không nhận biết được. Tức là nếu mà để hạn chế những cái đấy thì chúng ta sẽ sử dụng bằng cách là sử dụng các cái loại có nguồn gốc nhãn mác.
Đấy là chỉ có cách duy nhất là như vậy, đúng không ạ? Chứ còn nếu mà rượu trôi nổi thì chúng ta không phân biệt được. Ngoài nhận biết thì cái việc mà sử dụng rượu với cái liều lượng như thế nào cho hợp lý thì cũng là vấn đề mà tôi nghĩ là không phải người dân nào cũng biết. Thì từ cái kinh nghiệm của mình thì ông có lời khuyên như thế nào với người dân để chúng ta có thể sử dụng rượu trước hết là an toàn và có thể là có lợi cho bản thân ạ? Tôi nghĩ là không có một ngưỡng an toàn cho việc uống rượu. Khó. Bởi vì nó là tính cá thể, có người uống được, có người không uống được. Các bạn biết rằng là có người uống thì đỏ mặt, có người uống thì mặt tái đi, vân vân. Và người ta bảo người nào mặt tái đi thì uống được rượu, người nào uống mặt đỏ cũng không đúng. Tôi thì tôi có câu chuyện mà nói về rượu, tôi nghĩ là câu chuyện này hợp lý. Là thế này, uống rượu có 4 giai đoạn. Và con người ta chỉ nên uống giai đoạn đầu tiên thôi, gọi là giai đoạn bất công. Ông công nó khoe mẽ, nó xòe lông ra rất đẹp. Mà mấy ông con trai ấy, mà uống giai đoạn con công này, mặt mày thì nó hồng hào hơn, ăn nói nó lưu loát hơn, đúng không ạ? Nó hấp dẫn hơn. Thì tại sao ta không uống đến giai đoạn đó? Nếu mà phải uống rượu nhé, đây tôi nói câu là phải uống rượu, thì chỉ nên uống đến giai đoạn con công. Cái thứ hai, qua giai đoạn con công thì đến một giai đoạn gọi là giai đoạn con khỉ. Giai đoạn con khỉ là gì? Bắt chuyện. Lúc ấy là thấy người ta uống, mình cũng uống, rô là rô, 100% nhé, là 100% nhé. Tức là anh đang bị kích động. Đấy là giai đoạn con khỉ. Đến cái giai đoạn thứ ba, qua giai đoạn con khỉ ấy thì đến giai đoạn thứ ba là giai đoạn con hổ, hung hăng. Mà thường bàn tiệc nó kết thúc ở đấy. Tức là ông nào cũng nhất trong cái bàn đó, chỉ có tôi nói là đúng, có ông nói là sai. Và câu chuyện ấy nó dừng ở cái chỗ là giải tán, không nữa. Nhưng mà lúc ấy là say rồi đấy. Giai đoạn con khỉ cũng đã là say rồi đấy. Nhưng mà giai đoạn con hổ này là quá say rồi. Và nếu uống quá giai đoạn đó là người ta giai đoạn con lợn, nằm lăn ra, ngủ và không biết trời đất là gì cả. Cho nên quan niệm tôi, thứ nhất là nên uống một tí rượu bia, nếu đúng không ạ, cần phải uống một tí, và nên uống cái giai đoạn con công, đúng không ạ? Thấy mình bắt đầu hơi nói nhiều cái thì lập tức là dừng lại, đừng uống nữa, chứ đừng có để nó bước sang giai đoạn con khỉ. Lúc ấy là khó điều khiển ở đấy, không có ngưỡng an toàn cho một cộng đồng, cho một cá thể, không có ngưỡng an toàn. Không thể nói như là rau thì ăn mấy đơn vị rau. Rượu thì không thể nói là anh uống bao nhiêu đơn vị rượu, bao nhiêu cốc, bao nhiêu ly. Lời khuyên của tôi là hãy dùng rượu như là một dẫn chất. Ví dụ anh uống rượu thuốc, đúng không? Có một tí cái rượu thuốc để có thể ngủ tốt hơn, đúng không? Có thể ăn tốt hơn thì nên uống các loại rượu đó. Và không nên uống rượu quá mạnh với nồng độ quá cao. Ví dụ rượu 40 mấy độ thì tôi nghĩ là nhiều khi là cái dạ dày, cái họng của mình nó không chịu được. Đấy, như là uống cồn thì còn gì nữa, đúng không? Vâng, xin cảm ơn ông ạ.